Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi mục Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình để cùng trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề mà các bậc phụ huynh cũng như là các thí sinh quan tâm liên quan đến việc chuẩn bị cũng như là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình và câu hỏi đầu tiên xin được chuyển tới ông là của khá nhiều các bậc phụ huynh có viết thư về chương trình với nội dung như sau. Kỳ thi năm nay thì bắt đầu áp dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi bổ sung với một số điều chỉnh so với năm trước. Vậy ông có thể là cho biết rõ hơn những điểm mới trong quy chế này? Cơ bản thì công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn được giữ ổn định như các năm trước. Chỉ có một số cái thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật để giúp như vậy là công tác tổ chức kỳ thi được thuận lợi hơn và phù hợp hơn với một số quy định mới của pháp luật. Đối với các thí sinh mà thi tốt nghiệp năm nay ấy, thì đã trong quy chế mới thì có một số cái điều chỉnh. Thứ nhất là các em được đăng ký dự thi theo một trong hai hình thức là đăng ký trực tuyến hoặc là đăng ký trực tiếp. Thế và quy định quy chế mới thì cũng loại bỏ thủ tục liên quan đến bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú. Thế và bỏ quy định về việc thu phiếu đăng ký dự thi đối với các thí sinh đăng ký trực tuyến. Thế còn các chỉ tiêu thu phiếu đăng ký dự thi đối với các thí sinh mà đăng ký trực tiếp hoặc là các thí sinh mà đã học xong chương trình trung học thông các năm học trước nhưng mà chưa tốt nghiệp. Bên cạnh đó thì các em thí sinh cần phải lưu ý đó là cái quy định về các cái vật dụng được mang vào phòng thi. Thì thí sinh chỉ được mang vào phòng thi là bút viết, bút chì, compa, tẩy, rồi thước tính, máy tính bỏ túi mà không có các cái chức năng soạn thảo văn bản và ghi nhớ thông tin. Thưa ông ạ, để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế thì đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành và chuẩn bị như thế nào thưa ông? Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thì Sở đã tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tỉnh làm trưởng ban. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ là cơ quan thường trực cùng với sự tham gia của các sở ban ngành như là Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy này, thế rồi là Điện lực, Y tế, Giao thông, Tỉnh đoàn, đặc biệt là các Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh cũng như là các cơ quan truyền thông như là Đài truyền hình Ninh Bình. Thế và Ban chỉ đạo thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho các cấp các ngành để như vậy là chủ động có kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và năm nay thì Hội đồng thi tốt nghiệp Ninh Bình với quy mô là trên 11.000 thí sinh, 24 điểm thi, 487 phòng thi thì ngành giáo dục đào tạo dự kiến sẽ điều động gần 2.000 cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi và thanh tra thi. Đấy và cũng có khoảng 100 cán bộ của các trường đại học do Bộ Giáo dục Đào tạo điều động để tham gia cái công tác kiểm tra, công tác tổ chức coi thi của tỉnh. Ngành công an thì dự kiến sẽ điều động gần 250 cán bộ chiến sĩ để tham gia công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Bên cạnh đó thì ngành điện lực, rồi y tế và các ngành khác cũng đã có kế hoạch để như vậy là chủ động phối hợp theo cái phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn. Các huyện, thành phố thì cũng đã có ban chỉ đạo cấp huyện để như vậy là chủ động phối hợp thực hiện các cái chỉ đạo của ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Và đối với Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Bình cũng đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt, hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12. Thế rồi là chuẩn bị tốt các cái điều kiện về cơ sở vật chất này, tập huấn quy chế cho cán bộ, giáo viên cũng như phổ biến quy chế đến các em học sinh, học viên lớp 12. Sở đã triển khai tổ chức hai kỳ khảo sát thi thử với cái hình thức giống như thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một mặt là để đánh giá điều chỉnh cái công tác dạy và ôn tập. Thế và cũng là một lần để như vậy các thầy cô giáo cũng như các em học sinh là tập dượt cái việc thực hiện tốt cái quy chế thi. Có thể nói là Ninh Bình đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và phấn đấu là duy trì được kết quả tốt như những năm vừa qua. Vâng ạ, chỉ còn ít ngày nữa là sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Vậy ông có những cái lưu ý gì đối với các thí sinh để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tới đây? Tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian còn lại chuẩn bị cho kỳ thi của các em học sinh thì điều quan trọng nhất là các em phải giữ gìn sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, chuẩn bị cho mình một cái tâm lý hết sức là thoải mái và một cái tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi. Các em sẽ phải phân bổ cái thời lượng ôn tập
vào cho các môn thi một cách hợp lý tùy theo cái khả năng của mình đối với các môn mà mình đăng ký dự thi, rồi rà soát lại các cái chủ đề thường gặp của từng bộ môn, rồi những cái vấn đề cần lưu ý về kỹ năng làm bài mà đã được các thầy cô giáo hướng dẫn. Lớp 12 có thể nói là có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tương lai của các em. Kỳ thi này thì quy chế là rất chặt chẽ, công tác tổ chức thi thì hết sức nghiêm túc và cái việc xử lý các vi phạm là rất nghiêm khắc. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong muốn là các em học sinh là phải nắm vững rất vững các cái quy định của quy chế liên quan đến cái trách nhiệm quyền hạn của thí sinh để thực hiện cho tốt. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn ông Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đã tham gia với chương trình và trao đổi giải đáp nhiều vấn đề mà các bậc phụ huynh cũng như là các thí sinh quan tâm liên quan đến công tác chuẩn bị cũng như là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của chương trình thời sự.